Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Pin F Bắc Cung Mình Sẽ Thông. Hôm nay mình sẽ quay lại đoạn kỹ thuật mình lắp bơm chân không label SP300. Các bạn kỹ thuật đang lắp đầu nén nha các bạn. Đây là mình lắp đầu nén của bên mình. BNF nhận bảo trì bảo dưỡng đại tu sửa chữa bơm hút chân không bút label Baker, tất cả những cái dòng bơm bơm chân không mình nhận dịch vụ. Các bạn có nhu cầu về sửa chữa bảo trì đại tu vui lòng liên hệ mình 0934930955 để được tư vấn hỗ trợ nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.